Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu gửi Công an, Sở Thông tin Truyền thông, Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi về việc kiểm tra làm rõ trước thông tin báo chí và video clip đăng tải trên mạng xã hội thời gian gần đây có nội dung liên quan về người tên Nguyễn Minh Phúc, ngụ huyện Củ Chi, tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc đã có nhiều hành vi làm dư luận bức xúc, đặc biệt là trong đồng bào tín đồ Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Giao Sở Thông tin Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động phát hiện xử lý theo chức năng nhiệm vụ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp lợi dụng sự việc để xuyên tạc, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.